Hello, chào quan em, chào bạn đến chơi mình tính đây. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái game mới. Hôm nay chúng ta sẽ reaction những cái video short của mình. Không có đâu, không có giờ mọi người. Mình cứ khùng cứ điên thôi chứ không có đâu. Bây giờ video đầu tiên thôi. Không phải video này. Cái video này, video đầu tiên là video này. Video này cũng bình thường. Chào mọi người, chào bạn đến channel mình tới đây. Hôm nay hiện tại thì mình đã đăng rất là nhiều video rồi. Nhưng mà mấy video mà lúc mình go mình bỏ. Giờ mình sẽ xin trở lại với lúc mình go mọi người. Tại lúc đó mình bị mất câu tiêu trẻ mọi người. Mất đi một cái con ganh, tôi đã mất đi một cái con ganh mà tôi yêu quý nhất, đó chính là ganh và tim trong biết quân. Tôi có ganh nguy hiểm lắm. Mất đi nguy hiểm mà. Tôi không có thể nào mà đúng solo lại nó. Nên là tôi sẽ quay lại với lúc mình vô nha mọi người. Mọi người đón xem nha. Nhớ đón xem mọi người bây giờ. Đó mọi người. Tại sao tôi lại đăng cái video đó? Tại vì tôi lỡ bỏ lúc mình go. Giờ tôi đã quay lại. Nãy từ lâu rồi. Mấy tháng rồi. Tiếp theo. Video mình mà tới đây. Thì mình xin thông báo rằng là chuẩn bị có hai cái video mới nè mọi người. Chuẩn bị có hai video mới nè mọi người. Video anime Titan với video anime All Star nha mọi người. Chuẩn bị đón xem nha mọi người. Điều này mình sẽ đăng nha mọi người. Rồi cái thằng Quân Thanh Phạm mày nó nhắn cái gì vậy? Được. Sao? Không để nó xem video của mình. Có tiếp. Hello, chào bạn nha, chào bạn đến cho mình tới đây. Có một tập Blog Mingo cực kỳ đặc biệt biệt nha mọi người, nhớ xem nha mọi người. Ok, mình đây. Tiếp theo. Khỏi video này vui. Sao bản quyền, mình thấy cũng những cái mùi bản quyền đâu đây mọi người ơi. Kệ không sao. Trời ơi. Xong. Tiếp theo. Cái gì bà già, cái gì
rồi về theo. Cái gì bà già bà chơi tu đen nha, tu đen tu lấy chồng đen, tu đen tu lấy con bà, con bà còn đen hơn tôi con. Mình có đúng tụi em. Bây giờ tiếp theo. Cái gì bà già bà chơi tu đen nha, tu đen tu lấy chồng đen, tu đen tu lấy con bà còn đen hơn tôi con, bà còn đen hơn tôi. Cái gì bình thường. Tôi nhìn thử rồi. Cái gì bà già bà chơi tu đen nha, tu đen tu lấy chồng đen, tu đen tu lấy con bà cũng đen hơn tôi, con bà cũng đen hơn tôi, đen già già đen nha, chăm con già nào lấy chúng con làm bên. Holy giờ này mình sẽ cố gắng không cười. Trời không cười đó. Ngắm mồm đấy. Mới tôi nhìn cái ảnh rồi cho tôi thấy cười, bất cười sao á. Đây. Cái gì bà già bà chơi tu đen nha, tu đen tu lấy chồng. Ô lì em tu đen tu lấy con bà. Ơi cái gì là sao? Bây giờ 92 rồi. Nãy mới 89, 90 gì à. Ủa là sao vậy? Gì đây? Người đăng ký mới toàn Lê là ai? Gì đây? Trời. Ủa Toàn Nhật là ai? Toàn Nhật là ai? Phải Toàn Lê chứ phải Toàn Nhật nha. Toàn Lê. Trời ơi, tôi nhìn cái ảnh bè của cái video của con chó trắng. Con trắng bự nhà tôi chắc tôi cười không ngậm mồm luôn. Đây còn lại nè. Bây giờ mình sẽ câm miệng lại. Các bạn hãy câm miệng lại về mình nha. Ok, tiếp theo. Rồi sẽ ngậm nghe chứ mình không có ấy nữa nghe.